Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho anh em tổng cộng về 3 cái clip. Mình sẽ làm 3 clip hướng dẫn cho anh em một thiết bị để chúng ta có thể kiểm tra CKB. Và đồng thời anh em sẽ kiểm tra điện áp từ con ECM, cấp một cái giá trị điện áp xuống CKB và một điện 3 pha. Thì video đầu mình sẽ hướng dẫn mọi người test CKB về cái sản phẩm này. Nếu anh em test trên xe thì cái đầu CKB này chúng ta sẽ là hướng quay xuống mâm điện đấy. Đó, hoặc là test bên ngoài này. Đó, chúng ta nhìn thấy CKB nó đi vào xuống mâm điện. Và đây sẽ là ECM, thì ở đây sẽ là cái rắc từ IC xuống CKB thì anh em sẽ cắm ở đây. Và đồng thời từ cái bộ này sẽ chuyển đổi đi qua rắc này. Và đồng thời ở đây nó sẽ có 4 dây. Dây màu đen này để chúng ta cắm vào mắt sườn. 3 dây này cho 3 dây ký hiệu 3 pha ở trên rắc IC. Nó sẽ là đỏ sọc vàng, đỏ sọc xanh và đỏ sọc trắng. Để video 2 mình sẽ hướng dẫn mọi người. Rồi, mình sẽ kiểm tra CKB sống chết. Đây đầu này. Ở đây là một cục CKB của xe Nvis của IA. Chúng ta chọn tương ứng với cái rắc ở đây, không sợ cắm lộn. Rồi, rắc này sẽ là rắc đực. Chúng ta sẽ kiếm cái rắc cái. À, đây ạ. Chúng ta sẽ cắm vào. Rồi. Thì lúc này anh em sẽ cấp cho nó một cái điện áp bình ắc quy. Đây cái kẹp. Đấy, bình ắc quy. Rồi, chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này ạ. DC-volt. Rồi. Ok. Thì lúc này ở đây sẽ tương tự cho anh em 4 pha là 4 dây tín hiệu, 4 dây tín hiệu sắt biển sọc vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sắt biển, 4 dây tín hiệu. Và trên này sẽ là chỉ thị volt, một cái điện áp cấp nuôi cho CKB. Đây, chúng ta sẽ quét bằng cái từ trường lâm châm. Thì lúc này chúng ta sẽ hỏi 4 dây tín hiệu nó sẽ thay đổi từ thấp cho tới cao giá trị điện áp. Đấy, chúng ta thấy không? Thế này là CKB ok này. Đấy. Từ thấp cho tới cao. Đó, anh em thấy không? 0V, 0V là giá trị thấp, chúng ta sẽ đưa lên 12V. Chúng ta thấy không? Từ giá trị thấp cho tới giá trị cao là 12V. Thì chúng ta lúc này kết luận rằng CKB này là tốt. Tốt, đó là của IA nha. Rồi, anh em tiếp tục, chúng ta sẽ rút ra thử nghiệm trên dòng xe của Honda. Đây, Honda. Honda này nó sẽ là 4V. Đấy, của những cái dòng xe điện tử. Ở con này sẽ là của Vision rồi. Vision 24, 4V, rắc dẹp. Rồi, chúng ta sẽ chọn tương ứng cắm vào. Rồi, ok. Rồi, chúng ta nhìn thấy giá trị điện áp đang là 12V. Rồi, chúng ta cứ dùng một thanh lâm châm để chúng ta quét. Rồi, đứng im. Thì chúng ta sẽ đơn giản kết luận rằng CKB này hư. Đó, giá trị điện áp không thay đổi. Rồi, có thể trong này bị chết mặt. Đấy, chết một cái mặt điện áp cấp 12V trong này, chết cái mặt trong này hoặc là mát. Rồi, thì lúc này nó sẽ không thay đổi giá trị điện áp 4 dây tín hiệu. Rồi, lúc này chúng ta lại cắm con CKB khác trên dòng xe Honda VIP của A-Black 26, 27, 28 3V. Rồi, chúng ta lại cắm vào cái rắc nhỏ tương tự như vậy. Ok. Rồi, chắc. Tiếp tục lúc này giá trị điện áp 4 dây tín hiệu tiếp tục báo cho tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục quét. À, tiếp tục quét. Anh em thấy không? Thấy giá trị điện áp từ nhỏ cho tới lớn. À. Rồi,
anh em có pha 12V này, từ 0 cho tới 12V. Anh em sẽ lấy lâm châm từ trường PET. Ok, còn nếu nó chết nó sẽ báo cho cả nhà. Đấy, cực kỳ đơn giản, anh em thấy không? Giá trị điện áp từ 0 cho tới 12V đều nha. PET này, chúng ta coi từng vấu. Đó, 12V. Đó, ok. Đó thì chúng ta chỉ cần kiểm tra như vậy là ok thôi. Được chưa? Được rồi, ok. Rồi, lúc này chúng ta lại kiểm tra một cái CKB mới khi chúng ta mới mua về. Bao vấu tiếp. Rồi, chúng ta lại quét 12V đụng lâm châm từ trường. Đó là chúng ta sẽ đơn giản cảm nhận được đó là CKB còn ok. Đó. Rồi, chúc anh em thành công clip video đầu tiên. Hẹn gặp anh em hai clip phía sau. Cảm ơn mọi người.